Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, ông Trần Ngọc Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng 9, thiếu tá Trần Đông, trưởng công an xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã tử vong trong ca trực tại cơ quan. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đã báo cáo sự việc đến cấp có thẩm quyền sự việc đang được công an tỉnh Yên Bái điều tra làm rõ nguyên nhân. Ông Thư cho biết, thời gian qua, ông Trần Đông liên tục túc trực phòng chống bão lũ. Đến sáng 15 tháng 9, đồng nghiệp phát hiện ông Đông qua đời tại phòng nghỉ của cơ quan. Ông Trần Ngọc Thư cho biết, thiếu tá Trần Đông được xác định tử vong do đột quỵ trong lúc trực khắc phục hậu quả bão. Cũng theo ông Thư, sau những ngày phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả, thiếu tá Trần Đông có thể bị mệt mỏi, sức khỏe bị ảnh hưởng nên dẫn đến đột quỵ. Ông Thư cho hay đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, địa bàn huyện cũng bị ảnh hưởng nặng nề, sạt lở đã khiến 3 người thiệt mạng. Trên địa bàn xã Vân Hội không ghi nhận thương vong, sạt lở nhưng cũng bị ngập trong nước. Lực lượng công an phải duy trì 100% quân số để hỗ trợ người dân di rời tài sản và khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Hội đánh giá lực lượng công an cũng khá vất vả, nhất là tuyến đường quốc lộ chạy qua xã Vân Hội, Lực lượng công an và sở giao thông vận tải tỉnh Yên Bái luôn phải thường xuyên túc trực xử lý. Trưa 16 tháng 9, ông Nguyễn Đình Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết. Trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới. Ông Năm cho biết, thi thể nam giới này được phát hiện trên sông Hồng, đoạn qua khu 10, khoảng 11 giờ trưa 16 tháng 9. Việc xác minh nhân thân của nạn nhân sẽ được tiến hành trong chiều cùng ngày. Như vậy, đến thời điểm này, đây là thi thể thứ hai nổi trên sông Hồng trong vòng 3 ngày, cùng về phía Hạ Lưu. Rất có thể đây là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. Trước đó, thi thể bà Nguyễn Thị Hát ở xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã được tìm thấy ở địa phận xã Vĩnh Lại. Bà Hát là một trong 8 nạn nhân mất tích mà công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo tìm kiếm trước đó. Đến sáng 16 tháng 9, việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tỉnh Phú Thọ tiến hành khẩn trương. Trước đó, từ đêm ngày 15 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to nhiều nơi, công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, lực lượng quân đội triển khai các phương án dọn dẹp hai bên bờ sông, đoạn khu vực cầu sập để chuẩn bị lắp cầu phao. Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết, trong vụ sạt lở ở làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai, bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân đều trong tình trạng rất nguy kịch do hội chứng vùi lấp Trường hợp nam bệnh nhân 31 tuổi, người dân tộc này đã tử vong vào ngày 14 tháng 9 do suy đa tạng. Còn bé gái 11 tuổi đang điều trị tại trung tâm nhi khoa bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất nặng. Để cứu tính mạng cháu, bệnh viện đã tổ chức hội trần toàn bệnh viện với chuyên gia tới từ Nhật Bản là giáo sư tiến sĩ Hashimoto để đưa ra các phương pháp tối ưu nhất cứu chữa bệnh nhi. Báo cáo tại cuộc hội trần, bác sĩ Nguyễn Công Khắc, công tác tại trung tâm nhi khoa bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau 4 ngày được chuyển đến bệnh viện Tình trạng phù nề của bệnh nhân giảm, rối loạn đông máu giảm. Hiện bệnh nhân vẫn được an thần, thở máy, đồng tử phản xạ ánh sáng yếu, nhưng vấn đề viêm phổi của cháu rất trầm trọng do ứ nước, hít phải nhiều bùn đất trong vụ lũ quét. Suốt 4 ngày rửa phổi, dịch từ người bệnh vẫn ra đục ngầu bùn cát. Cho đến hiện tại, nội soi phế quản có chảy máu, rất khó khăn trong việc làm sạch bùn đất ở phổi. Các chuyên gia cùng nhau bàn bạc đưa ra phương án tối ưu nhất cho bệnh nhân như vỗ rung bằng áo chuyên dụng để giảm dị vật hô hấp cố định thêm xương đòn phải gãy, theo dõi nội soi dạ dày bằng ống nhỏ để xác định dị vật trong bộ phận tiêu hóa. Tiếp tục theo dõi chấn thương gan, tăng cường cấy máu, xác định các vi khuẩn thường có trong môi trường đất bùn. Tại buổi hội trần, Phó giáo sư Đào Xuân Cơ đã trực tiếp giao cho bác sĩ trực của các trung tâm, khoa phòng phối hợp chặt chẽ với trung tâm nhi khoa trong điều trị cho bệnh nhi. Giáo sư Hashimoto đánh giá cao nhận định của các chuyên gia bệnh viện Bạch Mai và lưu ý thêm làm các xét nghiệm về nấm. Theo giám đốc bệnh viện Bạch Mai, khi tai nạn xảy ra, bệnh nhi ở với bà ngoại và cậu mợ tại làng Nủ. Gia đình có 4 người không qua khỏi. Hiện bố mẹ bệnh nhi đang ở bệnh viện theo sát quá trình điều trị. Do đó, ông cơ yêu cầu các phòng ban hậu cần hỗ trợ lo ăn uống, chỗ ở cho bố mẹ bệnh nhi. Đầu tuần trước, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trong tình trạng no nước do trải qua 2 ngày mưa liên tục mà chưa có dấu hiệu dừng lại lo lắng cho người dân, trưởng thôn Ma Sao Chứ, sinh năm 1991, huy động vài thanh niên cùng lên núi kiểm tra, phát hiện quả đồi phía sau thôn có vết sạt lở khoảng 20cm. Anh Trứ lập tức huy động mọi người tìm nơi cao giáo, an toàn để lập lán chạy, sơ tán người dân. Quyết định táo bạo sáng suốt của anh Chứ đã cứu sống toàn bộ 115 người dân của thôn Kho Vàng chỉ sau một ngày. Tất cả 17 nhà dân bị đất đá sạt lở vùi lấp. Ở nơi lán chạy, không có tín hiệu để liên lạc với bên ngoài, vì thế đã có lúc chính quyền xã tưởng chừng 115 người dân thôn Kho Vàng mất tích cho đến khi tìm được họ sau hai ngày leo rừng vượt suối. Về hành trình tìm kiếm 115 người dân thôn Kho Vàng, ông Nguyễn Quốc Nghi, bí thư đảng ủy xã Cốc Lầu cho biết sau cơn bão số 3, trời đổ mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều khu vực trong địa bàn xã, các tuyến đường giao thông quan trọng bị cắt đứt. Khu vực thôn Kho Vàng nằm ở địa hình hiểm trở xa xôi, dễ xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Nắm được tình hình này, chính quyền xã Cốc Lầu lập tổ công tác vào tận nơi tìm hiểu tình hình của người dân. Mọi nỗ lực của chính quyền được đền đáp khi tổ công tác xã Cốc Lầu tìm thấy toàn bộ 115 người dân thôn Kho Vàng đều an toàn tại khu lán trại cách bản làng cũ chừng 3 km. Anh Vạn Ngọc Thắng, thành viên tổ an ninh trật tự thôn Cốc Lầu, người đầu tiên tìm thấy khu lán trại này cho biết trước đây anh thường theo bố và ông đi đánh cá tại khu vực rừng vầu nên biết một con đường mòn trong rừng dẫn thẳng tới thôn Kho Vàng. Ngay sau khi nhớ ra con đường này, anh Thắng lập tức báo cho tổ công tác cùng men theo trong tiết trời mưa đường trơn trượt đến khi nghe thấy tiếng người dân rồi lại tận mắt nhìn thấy khu lán trại mà 115 người dân đang ở. Anh và các thành viên trong tổ tìm kiếm vỡ hòa hạnh phúc. Anh Thắng kể đường đi không hề đơn giản, rất khó khăn, quãng đường 7 km nhưng sẽ phải đi mất gần 3 giờ đồng hồ. Đường rất trơn trượt và nguy hiểm. Nếu các anh thấy bản thân chịu được thì hãy đi trải qua những ngày mưa kéo dài, mùi ẩm ướt bao trùm khu rừng vầu, dưới chân chúng tôi là bùn đất nhão, mỗi bước đi đều phải cẩn thận và chắc chắn, nếu không có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Vượt qua khoảng chín quả đồi với gần 3 giờ di chuyển, mới bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu của con người sinh sống, những báo củi được buộc chặt xếp gọn hai bên đường, lác đác những chai nước và vài vỏ gói mì tôm vừa được sử dụng. Nghe thấy tiếng trẻ em cười nói vọng lại sau lùm cây, một khu lán trại được sắp xếp hợp lý như bản làng thu nhỏ hiện ra trước mắt là khung cảnh người dân sinh hoạt bếp củi được nhóm khói ấm tỏa lên nghi ngút trẻ em của thôn làng dường như chưa biết chuyện gì vừa xảy ra nô tư vô đùa chạy nhảy tiếng cười nói vang cả cánh rừng từ khi được chính quyền tìm thấy mỗi ngày thanh niên và phụ nữ khỏe mạnh trong thôn sẽ cùng nhau vượt núi xuống dưới làng để lấy đồ cứu trợ lên phục vụ cuộc sống tại lán trại ngày 14 tháng 9, tại cầu Phong Châu, bắc qua sông Thao, nhánh chính của sông Hồng, nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã tổ chức trục vớt phần dầm cầu bị rơi xuống sông và tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời làm cầu pha thay thế phục vụ người dân đi lại. Hơn 17 giờ chiều cùng ngày, trên sông Hồng, đoạn qua xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đã phát hiện thi thể vị trí cách cầu Phong Châu khoảng 10 km phía hạ nguồn ông Vương Văn Ưng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lại cho hay, chưa rõ đây có phải là nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu hay không. Sau khi phát hiện thi thể, đã có nhiều người đến xin nhận dạng nạn nhân để xác định người nhà. Cơ quan chức năng đang tiến hành các bước theo đúng quy định. Ông Vương Văn Ưng cho biết thêm, trong số những người đến xin nhận dạng, có người ở các xã ven sông phía Thượng Lưu, có người ở các xã dưới. Chưa chắc chắn đây là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu.